Cái bông giấy này là bông giấy Ấn Độ nè các bạn. Nhẹn quá chừng bông luôn, đặt ngẹt bông luôn. Cái góc này cũng này, cái này nó cũng lồi ghế lên đó nè. Quá chừng cái vườn hoa Úc Quang. Có số điện thoại đó. Ở đây mình thấy là bông giấy Ấn Độ là nhiều luôn. Xin chào cô chú anh chị các bạn. Đây là làng hoa Phú Sơn ở chợ Lách, Bến Tre. Ở nơi đây là một cái làng hoa, được gọi là một cái làng hoa luôn. Cây cảnh, cây kiểu gì cũng có hết cả nhà ơi. Tết là ở đây rất là nhộn nhịp luôn. Xe tải vô là kẹt xe luôn á. Và bây giờ mời cả nhà cùng với mình á, đi lên cái làng hoa Phú Sơn này xem thử coi Tết năm nay bà con trồng nhiều bông không nhăn cả nhà. Bên đây là người ta có trồng mấy cái cây xanh nè. Cây này là cây để công viên á. Ở đây thì có mấy cái tre đùi ếch nè cả nhà. Đáng mấy cây tre đùi ếch nè. Quá đẹp luôn. Bên đây là bán cây giống mận, tắc, cam, mãng cầu, vú sữa, chanh. Cái con đường này nè, mình đi khoảng 5-7 cây số luôn á cả nhà, là dọc hai bên đường là người ta làm bông hết luôn á, làm bông làm kiển hết luôn á. Bây giờ mình đi nha. Đây là có cây sabo chê nè. Tết cây giống bán chạy thì chậu cũng bán chạy luôn cả nhà. Đây là cây bàn thái. Cái này là cây bàn thái nữa cả nhà. Quá chừng luôn. Cái này là người, cái cây này là được ghép từ cái gốc cây bàn thái, nhưng mà cái lá nó không có nó cẩm thạch. Cái này là cái lá cẩm thạch nè, nhưng mà cái gốc ghép á, là cái gốc cái lá thường, nó không có cẩm thạch thì người ta ghép vô nè. Nếu mà nó mọc lên là cái lá thường á, cái lá xanh thường cũng nhỏ vậy nè, nhưng mà nó màu xanh. Hai bên đường là tất cả người ta đều làm bông hết. Làm bông là cây kiển, cây giống. Đây là bông giấy nè. Xe tải, xe qua lâm vận chuyển hoa đi các tỉnh luôn cả nhà ơi.
Đông chuẩn bị lên xe đi các tỉnh nè. Đây là cây mai này là đã lặt lá rồi các bạn. Nó ra nụ rồi nè, nó ra nụ rồi chủ vườn á bứng rồi bó lại rồi. Tới chỗ tới nơi á xong rồi mình bán, tới cái nơi bán mình bung ra cho khách lựa. Lên đây là sợ không tiền mua thôi cả nhà ơi, chứ cây gì cũng có hết trơn á, cây gì cũng có hết, bon giấy đủ kiểu, muốn kiểu gì có kiểu đó, giống gì cũng có hết. Mấy cái hoa giấy bự này là mình có thể để ngoài cổng nè, để ngay ngay trước cổng, hai bên cổng đó cả nhà, đẹp lắm, người ta đã sửa dáng hết rồi. Cây tắc này đẹp quá nè, cây tắc này nghệ nhân người ta uống hành thành con rồng nè cả nhà, con rồng ngắn ngắn dễ thương quá ha. Trời ơi, vườn này quá chừng bông giấy luôn. Để vô đây coi thử nha. Mình thấy cái vườn bông giấy này đẹp lắm. Mình vô mình tham quan nha cả nhà. Trời ơi, cái góc nó đẹp lắm nha. Quá chừng luôn. Cây bự bự không à,
Cái bông giấy này là bông giấy Ấn Độ nè các bạn, quá chừng bông luôn, là hẹt bông luôn. Cái gốc này cũng này, cái này nó cũng lồi ghế lên đó nè, quá chừng cái vườn hoa Úc Quang có số điện thoại đó. Ở đây mình thấy là bông giấy Ấn Độ là nhiều luôn á. Cái bông giấy Ấn Độ này nè, nó đặc biệt, nó khác với cái bông giấy thường là cái bông nó sẽ bự hơn, cái cánh bông của nó bự hơn, cái bông nó bự hơn mà nó có màu màu hồng cánh sen với màu trắng xen lẫn với nhau, mà cái bông nó bự hơn cái bông thường, bự nhất luôn á. Nói chung là cái loại bông giấy này là cái bông bự nhất luôn các bạn. Các bạn thấy xe tải chở chạy ra là toàn là chở bông không á. Mà mình theo mình cảm nhận á nha, là hôm nay năm nay á, tình hình bán bông á, mua bông bán bông trồng bông là không có khả quan như năm rồi. Như hồi năm rồi tấp nập lắm, như ngày hôm nay là ngày 19 nè. Nếu mà như mọi năm nha, 5 giờ chiều là cái đường này là kẹt xe luôn. Đường này phải nói là kẹt xe, xe tải, xe qua lâm, xe máy là kẹt xe luôn. Mà năm nay thì các bạn thấy đâu có kẹt đâu. Thấy xe nó chạy bình thường, như năm rồi 10 chiếc là năm nay chỉ còn có 5 chiếc à. Ngay cả ngay nhà của Diễm bạn mình á, hồi mấy năm trước á, là người ta ngày mùng tháng 12 bắt đầu đầu mùng đầu tháng là người ta đã vô, người ta hỏi mua bông vạn thọ với ớt của Diễm trồng á. Ta vô ta hỏi mua rồi cái tắc nữa. Đầu tháng là người ta vô, người ta lái, người ta vô, người ta lấy hết rồi. Mà năm nay là Diễm chưa có, ngày hôm nay là ngày 19 mà Diễm còn chưa có bán được mấy cái ớt với lại mấy cái vạn thọ nữa. Quá chừng luôn. Hai bên đường cơ mà. Đây có cây ô sáng nè, đẹp quá.
Bác bà lão, bác bà lão.
vườn này có cái mấy cái bông giấy lớn ghê luôn nè các bạn. Bông giấy này cao phải là 3 mét hơn á. Quá chừng cao luôn, có cây này nè. Giống như con sứa vậy. Thì có một cái dạng này nữa nè, cái dạng cổng nè. Để hai bên cái cổng á. Quá chừng cao luôn. Bên đây nè các bạn. Mình quay sơ sơ cho các bạn coi làng bông giấy Phú Sơn. Để hai ba bữa nữa mình sẽ qua bên chợ bông bên Bến Tre. Để mình xem thử cây ở bên chợ bông bên Bến Tre thì năm nay á thì người ta bán như thế nào nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.